Xin chào mọi người, chào mọi người đến với bếp Thị Xu. Mình là Ngọc Bích đây. Hôm nay mình sẽ làm một món, đó là bánh trà sữa trân châu đường đen. Vì lý do là hôm trước mình có xem trên một video trên Facebook và thấy hình như thế giới này đang bị ngập tràn bởi trân châu đen. Và mình có xem một số video về kiểu như là thử thách hoặc là ăn thử cái bánh trà sữa trân châu đường đen và thấy mọi người review là rất ngon. Vì vậy hôm nay mình sẽ thử làm món bánh trà sữa trân châu đường đen tại nhà. Mọi người cùng vào bếp làm với mình nhé. Và mình hôm nay mình sẽ sử dụng chiếc bếp từ để trên chiếc bàn này để các bạn có thể nhìn rõ các thao tác hơn. Mình sẽ đem bánh đi nướng nha. Sau 15 phút mình đã trở lại và bây giờ mình sẽ vớt trân châu. Trân châu của mình siêu to. Các bạn có thể nhìn thấy cực kỳ to. Tiếp theo là mình sẽ làm kem trà sữa. Mình đã làm xong chiếc bánh trà sữa trân châu đường đen với lớp kem trứng cộng whipping và lớp trân châu siêu to. Bây giờ mình sẽ cắt bánh cho các bạn nhìn nhé. Sẽ cắt ở góc này đi cho các bạn nhìn rõ. Lớp kem chảy xuống. Đây, các bạn nhìn xem, trông rất là ngon. Đây là ông xã nhà mình. Thử bánh xem là trân châu toàn. Trân châu siêu to của bếp Thị Xu. Trân châu này ăn mới đẫy màu. Kem ngon. Tất nhiên là kem thơm mùi trà đúng không? Để còn kem này là kem trứng ngậy ngậy thơm thơm. Trời ơi, ăn này thì tối đâu bụng mà ăn cơm.
Lần đầu tiên thấy bánh này. Nó đang làm mưa làm gió trên thị trường. Thế là đắt lắm hả? Cái bánh như này, size như này thì khoảng 400 và 500. Thật. Nhưng mà làm công nhiều công đoạn mà. Này, cái này anh không biết, mình không biết. Đúng rồi, nó lại quá đúng không? Cái này, cái bánh này khoảng 3 năm rồi. Có thấy mặt không? Có mặt. Ngon. Đây, chân trâu siêu to. Em ăn chân trâu này nó mới đẩy mồm. Đúng rồi, ăn chân trâu này đẩy mồm thật. Cái này có phải để hút không mà? Để hút thì bé. Để hút thì bé hơn thì vừa, nhưng mà ăn với bánh thì như này là vừa. Bình thường người ta thấy nó làm cũng là cái viên chân trâu nó bé như hút đi. Nhưng mà ăn như thế thì hơi bé. Vâng, thấy được không? Thanh niên đã ăn cơm số bánh. Ôi trời, ra nếm tay tôi này. Ôi chị Xu ăn này. Chị Xu ăn rồi. Ăn thử xem nào. Thắt nhỏ ra nhá. Này, ăn thử đi. Nào. Dừng dừng. Chị Xu ăn rồi. Em đi lấp ló này. Đi nhà mình phải đợi Xu ăn xong mới dám ăn. Trời ơi, chị Xu có ăn không? Ô, chị Xu ăn này. Chị Xu cực kỳ khó tính luôn nhé. Mà chị Xu ăn. Bi ơi. Bi. Bi. Đây. Bi. Ô. Chị Xu ăn hết rồi này. Chị Xu ăn nữa không? Lấy tiếp cho Xu nhá. Xu chào khán giả đi. Xu chào khán giả. Bi chào khán giả đi. Ôi Bi thèm à. Bi ra liếm này. Mình sẽ đi lấy tiếp cho Bi ăn nhá. Chào mọi người.